Bớt tự ái, bớt giận hờn sẽ bớt khổ đau trong cả tình yêu và cuộc sống. Giờ phút nào bạn còn đổ thừa cho hoàn cảnh mà không chịu quay trở về để soi dọi chính mình, để sửa lỗi và hoàn thiện chính bản thân mình, thì giờ phút đó khổ đau vẫn còn xuất hiện. Tự ái đó chính là tự yêu bản thân, nhưng theo một cái cách rất thiếu trí tuệ, rất thiếu bản lĩnh. Vì mình yêu mình quá nên mình luôn luôn cho mình cái quyền mình là đúng, mình là tốt. Và khi mọi người có những hành động không đúng với cái đúng của mình á, thì mình sẽ rất dễ giận hờn. Giận hờn đôi khi á, đó là giận dỗi, giận mà mình không muốn nói thẳng ra là mình giận, nhưng mình lại muốn đối phương phải cảm nhận được là mình giận, để rồi đi chiều chuộng, đi xin lỗi, đi dỗ dành mình. Và bạn sẽ thường xuyên thấy điều này trong tình yêu. Nhưng điều đó có khiến cho bạn hạnh phúc trong tình yêu không? Chắc chắn là không rồi. Và nếu như bạn bỏ bớt đi được cái tự ái này, bạn sẽ bớt đi được cái giận hờn đó. Và rồi bạn...